một chân lý nào cao của Đức Di Lặc ra đời nữa mình có quyết được, nhưng mà có thể là nằm trong cái chân lý này, nằm trong chân lý của thông linh học. Sau nó sẽ có như là cái kiểu tiến hóa về khoa học. Dạ, phải tiến hóa lên. Vâng. Không bao giờ có những chân sư mới xuống để giải. Dạ. Bởi vì vậy lớp cái demand của mình. Nhưng lỗi đã hết học vào lớp 3 rồi, phải lên lớp 4 chứ. Rồi lên lớp 2 lớp nhất chứ, chứ không phải gì ngồi dẫm chân tại chỗ rồi sao? Mình giờ giáo sư còn chưa nữa thì chưa thấy. Mình giáo sư cao nhất. Từ đi. Nếu mà nó mình mong quá mình thấy mệt lắm. Nhưng mà kiếp này mình ráng mình tu cho. Mình tu từ từ rồi các ngài xài mình làm giáo sư. Không mà xài á. Khi mà chị đạt được cái tiêu chuẩn rồi á, tự động mà tôi nói thật đi, quyền bí lắm, lợi tự động lợi có cái người đưa đẩy chị tới làm việc, mình sẽ được tự dưng mình sẽ được nó được lo, mình sẽ được chân sư thu dụng mình và dạy dỗ mình, nó được lo em mời du công tác, cái chữ này có nghĩa nó được lo gõ cửa và mời chị đi công tác. Mà chị rất là quan hỷ là đại chị biết ông này chính là chân sư của mình tới chỗ của ai đấy, tự dưng cứ đưa đẩy được như thế. Chị nghĩa này nữa, rồi nếu đường đạo có nhiều cấp bậc kế tiếp thì trong sự giao tiếp riêng tư của những đệ tử và đức thầy chuẩn bị cho y được điểm đạo cũng có nhiều mức độ khác nhau được xác định. Đó, thì bây giờ chân sư lúc nào cũng theo mình, theo sau lưng mình. Đây tôi nói là phải theo mà để làm gì, nhưng mà không nhìn xuống như này, cái hào quang dữ dằn lắm, không nhìn xuống thấy này, mình hào quang mình như con lông đốm vậy, cái hào quang mình nhỏ xíu à, nó thoát ra được cái não mình có chút à. Mà người nào tu cao thì nó thoát ra được như cái nhà, hoặc là nó có thể như tàn cây. Giống nhìn xuống thấy giữa mấy tỷ người có cái ông này sao sáng sát. Sáng quá. Không phải sáng quá mà sáng hơn chứ. Những cái sáng khác. Mình rất là thấp thổi lắm. Ông thấy mày sáng đủ tiêu chuẩn rồi. Ông sẽ chọn người đấy. Ông sẽ đệ tử tới móc ngoặc ở mình đó. Móc ngoặc. Tôi ngủ là mình nói về cái quyền bí học này. Nhưng mà tôi nói với chị nha. Quý vị đã có từng, cha mẹ quý vị có từng liên với nhau bằng tư tưởng chưa? Liên hệ với nhau bằng có thể là giác quan, giác quan thứ bảy thứ tám quan đấy là có thật, là tại vì khi một có đấy, có đấy, cái người con chết tự động người mẹ ở nhà biết, tự dưng biết, đúng biết rồi, biết được cái con mình chết trước rồi, đúng năm mười năm bảy tiếng đúng rồi. Đúng thì cái này đó, đi dẫn sâu vô nữa đó, là khi mình trở thành đệ tử của đức thầy rồi đó, thì cái trình độ của mình, cái tư tưởng mình á, đức thầy nhá cái biết thật mình nhảy rồi, khi mà cái tần số sinh tiết mình rất là nhảy khoa học, rất là khoa học chứng minh. Mình nghĩ bậy là ngài thì biết liền, nên mình không Đức thầy ngài không nhận những cái đứa nghĩ vậy. Không có nhận đâu. Từ trong suy nghĩ. Đừng có mơ. Đúng rồi, từ trong tư tưởng. Mình chặt xíu là ông nói thôi cái này mà ông làm gì nè. Nào tư tưởng mình trong sạch lắm, ngài nhận làm đệ. Ông làm gì nè, thật ra ông biết mình chơi nè. Giờ mình đi ông đó là ai? Chân sư của mình á. Nhận Đức Thế Năm Bụt. Đức Thế Năm. Một trăm năm người gọi là. Thí dụ ông chọn mình đệ tử đi, thí dụ nha. Thì ông sẽ nắm một cái hình mình. Cái hình mình á cũng như mà cái nhận cái người làm chìa khóa vậy. Đúng cái máy này mài thì cái chìa khóa kia chăng? Chắc chị hiểu là gì? Làm gì bằng xác phải không? Dạ, không bằng tư tưởng. Không có nắng bằng, ở trên trời đâu có nắng bằng, bằng đất sét rồi kìa. Nắng bằng cái luồng tư tưởng để đó. Thì bây giờ những cái hành vi với tầng mình làm á, thì trên này cũng làm đi vậy? Ông biết hết mà. Như thật là ông thấy gì? Hôm nay tự nhiên cái hào quang này sao đỏ quá, có làm bạc á. Tự nhiên thấy một tiếng ông này chắc tương ta nghĩ uống ác đây. Thì ông ngồi trên nhìn biết rồi nói, chà, không được nha. Nhận ngày phải quá giáo quá đó. Thì ổng mới mượn hợp linh hồn, ổng về ổng mới dạy dỗ từ từ. Mà đâu phải dễ làm đệ tử của ngài đâu. Khó lắm quý vị ơi, nó khó kinh khủng lắm. Từ lời nói, từ tư tưởng xẹt lên cái, mình phải kiểm soát từng giờ, từng phút, từng giây. Tức là mình phải thiền định nhiều, mình mới kiểm soát. Tại vì con người ta nắm cái kiểu tham sân si ấy. Tâm viên im mà. Nó nhiều cái đòi hỏi. Như lại thì mình mà không kiềm chế được thì vâng nhiều dục vọng. Thường mình thương với thân mình. Tại vì cái DNA của mình, nếu khoa học chứng minh, từ cha mẹ mình cấu tạo cho mình. Mà ông bà mang cái tấn tham, ông bà mang cái tấn hận giận thì mình có ngay. Đấy, gen đi. Thì ra bây giờ mình tu là mình tách rời những cái tấn xấu của cha mẹ mình. Để mình build cái tính tốt mình, không phải mình nói mình bỏ cội, nhưng mà mình ít ra mình phải biết mình là ai. Lúc nào mình soi lỗi lên mình xấu dữ lắm, gọi là tu tâm tích đức ấy. Dạ, tu mình tâm tích đức ấy. Xấu dữ lắm. Nhiều khi người ta làm cái chuyện ta già cái cứ già là nghèo đáng rồi. Mình có cái tính nó kỳ lắm, mình hay có những cái gì mà mình người ta hơn mình là mình không chịu. Ghen tức ở đấy. Tất cả cái đó tại mình có tự tin. Thứ nhất, thứ nhì là do cái DNA mình có sẵn, người ta nói có trong máu rồi. Không phải đâu, con người như thế. Bây giờ cái anh đó mà anh có cái tánh tỉnh tham, bây giờ cha mẹ suy nghĩ quý vị thử nhìn kỹ nha, tôi nói để thí dụ nha.
bữa nào quý vị thấy người đó tham cái gì, truy ngược cái gia đình họ coi, ngược lại cha mẹ ông bà đó, sẽ tham tham đi. Vì em nó có cái gen, nó học của bố mẹ có cái gen. Thì bây giờ á, đó thì đệ tử với thầy đi, nó có sự liên đới vậy đó. Thầy hiền 10 thì đệ tử phải hiền 1 hoặc là hiền 2 mới giống ông được, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chứ không thể nào mà thầy chân sư hiện vậy mà thâu nhận cái đệ tử mà gian ác là không có, không có cửa đó rồi. Thành ra cái câu đoạn này nói rõ ràng, những sự liên hệ đệ tử và sư phụ của y vẫn có tính cách cá nhân. Có nghĩa là khi mà ông thương mình rồi, có sự liên với nhau rồi đó, thì có cách cá nhân riêng biệt rồi nha. Ông kể đệ tử A này nó khác đệ tử B à, chứ không phải đệ tử nào giống đệ tử đấy. Có đệ tử rất trung thành với thầy và có đệ tử còn hại thầy. Không, mình nói đệ tử, lúc đệ tử nào mà ông chọn thì có đức tính tốt tốt rồi đó mới chọn vô. Nhưng mà cái đứa mà ông thương nhiều, đứa ông thương ít, chứ không phải mà đứa nào thương giống nhau. Tại sao? Có người thân nhiều thân ít. Dạ, tại sao? Tại vì cái đứa đệ tử này nó làm giống mình quá. Cũng như con mình vậy mà, mình đẻ đứa con ra sao mình nói gì nó cũng ngoan thôi, mình thương nhiều hơn cái đứa con mình nó nghịch. Đúng rồi. Vậy đó, thì ra cái câu này nó hàm chứa là cái sự liên đới giữa thầy và trò rất là mật thiết. Có thể mấy kiếp sau cũng còn liên như vậy đó. Ví dụ bây giờ kiếp này chị làm đệ tử rồi đi, chị được lĩnh đạo đi, rồi chị bỏ sát. Kiếp sau thì sư phụ cũng theo mình, chân sư cũng theo mình, chấp nhận đệ tử nữa. Tại vì có một cái đà rồi, có một cái trình độ lê bồ gì không phải tầm nào mà sụp được, tiến lên thôi. Đó. Thành ra đây tôi giải thích cái này đó. Này nhập môn, cái đó là đệ tử thiệt thọ. Bây giờ giai đoạn đầu là mình ông thử thách mình dữ lắm. Coi như là probation đó, tiếng Mỹ gọi là probation đó. Cái là thử lần này coi hôm nay cho kiếp này cho giàu tới coi nó làm sao. Chà, giàu phát là ngay. Giàu bắt đầu đem tiền của làm cái thằng bậy bạ, không có bố thí, không giúp đỡ người nghèo. Kiếp sau coi mình nghèo thử coi mình có đi thương chẳng. Mình có buồn chán không? Và thử thách cho mình, chừng nào mình mùi với trái chuối rồi đó, mà mình vẫn như vậy đó. Coi như là vẫn theo ổng suốt cuộc đời, không bao giờ lung lạc thì ổng mới này làm đệ tử chưa thiệt thọ mà làm đệ tử và bế sân. Mà nhiều kiếp vậy đó ổng mới thấy làm gì làm đá lên nó xuống nó mà nó vẫn y vậy, nó cố tầm nó tu. Mà bên Phật giáo gọi là gì, tôi đức là vậy đó, tức là kiếp này cho mình làm này làm kia rồi rước của mình cuối cùng á cho mình làm đệ tử thật sự thiệt thọ. Cái là lúc bây giờ đó mà điểm đạo thật sự đó, khi làm đệ tử thật thọ rồi. Như thế nào mới gọi là con của đức thầy? Dạ, là đệ tử thiệt thọ đó. Thế là gọi là con của đức thầy. Chẳng như tôi nói quý vị nghe, như là đức ông trưởng quản về đạo Hòa Hảo, là ông là một nhà nông thường thôi đó. Nhưng mà những kiếp trước ông hiền lắm, ông lo ăn chay trường, lo tu hành. Thì cái kiếp cuối cùng ông được chân sư nhận làm đệ tử thật sự và ban được những cái hồng ân, những cái quyền năng cho ông nói thiên cơ trên trời này ông nói hết rồi. Ông có phải là ông Quỳnh Phú Sổ? Dạ, Quỳnh Phú Sổ. Cái tên thật sự ông không phải Quỳnh Phú Sổ đó. Rồi ông lấy cái hồn ông đó, được thầy cho quyền năng, biết được thiên cơ, biết được đất nước Việt Nam mình sẽ xảy ra làm sao. Rồi từ đó sau mới làm đệ tử thiệt thọ cho ngài. Không phải ở trên mà nói ông niệm ở Việt Nam rồi cái không cho làm đệ tử, ông kia ở Ấn Độ mới. Cái người nào đúng tiêu chuẩn rồi là bất cứ quốc gia nào cũng về quần tiêu hội hết. Chị đồng ý điểm này không? Không phải đệ tử mà ông niệm xấu, ông da đen không cho ông làm. Hay là ông da trắng mình đẹp trai cho ông làm. Thế thì gọi là tốt. Thì theo cái trí ông, cái dí ông mà không đạt được. Đó, thành ra trên quần tiêu hội là không kể da màu, không phân biệt chủng tộc. Ai đạt được đủ tiêu chuẩn được thông nhận làm đệ tử. Mà đệ tử chưa phải thiệt thọ. Đệ tử là chỉ phổ bế sinh thôi. Là đưa xuống trần. Dạng như ông cần cái ông nó xuống cái phát minh một cái gì đó. Vâng. Dạ, tập sự thôi. Ông cần một cái gì đó, dạng như cần chỉ đi. Kiếp này chị đã tâm hồn, chị đã cởi mở, chị đã tu tập rồi. Ngày giờ ngày xuống nói, giờ cho cái cô này xuống cô làm một nữ hoàng của một cái quần đảo nào đó. Để mà cai trị cái dân đó coi cô làm sao. Thí dụ cái kiếp tới này cô làm hoàn chỉnh, lo cho dân, cho nước, đó là những vị thống thống đó, những vị nước hoàng đó. Lo cho dân, cho nước, không có giặc giả, họ tiến quá một cách bình thường lên, hoặc là cao nữa. Kiếp sau cho làm một cái trưởng quan lớn hơn, chẳng như là về Minh Phong giáo, ngày gì lớn ở bên La Mã. Giáo hoàng, lớn hơn nữa. Đó, thì từ từ mới bao trùm cả cái vũ trụ này. Nhưng sao vẫn còn quan tham, quan gian? Dạ không. Con người ta không bao giờ hoàn chỉnh nó được, từ từ tập sự. Mà tôi nói trong cái thời gian tập sự nó khó lắm,
cho chỉ làm cao làm thấp. Tưởng là ông phải nhìn cho ai toàn thiện hoàn thiện ông mới cho làm quản lý cai quản thế nhỉ. Nói chung là mấy người đó họ có cái trí lực rất mạnh, mà họ làm được cao cấp. Dạ. Họ đã nhưng phát triển về cái đường phàm nhân của họ rồi thì họ mới làm được vua chúa này nọ. Chỉ đâu phải chị tầm thường đâu, chị lên chị làm một ngày thôi vẫn bắt đầu liền á, nhưng mà vẫn có vua này hàng trăm và cung tần mỹ nữ này. Dạ thưa, đó là cái thể xác để tôi kể cho nghe sau này tôi kể nhiều chị hỏi thì tôi trả lời, nhưng mà để tôi đọc hết thì rất vui giải thích cho chị nghe về cái thể xác, thể dí và thể trí rất là quan trọng. Rồi liên lạc riêng, ok cho tôi đọc tiếp hay là sao? Đi, dạ, anh đọc tiếp đi. Dạ, không được lập lầm lộn với những cuộc điểm đạo do quần tiên hội tấn phong. Cái này nó quan trọng lắm. Chân sư nhận mình là chỉ riêng thôi, nhưng mà chưa thật sự vô quần tiên hội. Đúng rồi. Cái quần tiên hội là một lớp giáo sư, mình nói đây mình đơn giản, để mà cai quản cả cái vũ trụ này, cả một cái dãy Thái Dương Hệ, là muốn đi đâu là đều đi đó. Là ông hiệu trưởng đó. Là khi đó là mình giống như mình ra trường đó, là có ba người ngưỡng mộ đó. Quỳ xuống làm lễ nhập môn rồi đó, cũng như là anh là cử nhân rồi đó, mặc áo thụng đen rồi có nơ rồi đó, là thật sự đó là vậy. Còn chưa gia nhập. Ông mới nhận mình thì là chưa ai biết hết, chỉ có giữa ông với mình thôi. Ông mà đi ông dạy mình xem khi họ được từ từ mới vô nhập vô cái quỳ tiên hội. Bởi vậy, nhưng mà cái ông mà biết 500 năm về trước, 500 năm về sau là Nguyễn Bính Khiêm đó, một nhà tiên tri của Việt Nam mình đó. Tại sao biết được như vậy? Rồi ở bên cái bên trời Âu thì có ông Adam, ông gì đó. Osram đó, biết được 500 năm trước mình đó. Tại sao? Những vị này đã làm đệ tử thật sự của chân sư rồi, mở được cái huệ nhãn rất là cao, biết cái quá khứ vị lai, biết được cái vỏ địa cầu nó biến đổi như thế nào, rồi người ta mới viết những cái câu kinh lại cho. Mà kinh không viết ngay nha, viết mới biết thôi, chẳng như 4 câu vậy thôi. Tôi đọc cái gì nghe là dễ, của ông đạo mà quán phai là ông Nguyễn Minh Khiêm, ông đã ngồi ông nhìn được cái thiên cơ rồi, ông nói là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khắp đao binh, mã đề viên cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Ở đây là ông nhìn được cái đất nước Việt Nam mình đó, 4 năm liên tiếp đó sẽ có dạ 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 nổ lên, rồi cái năm là con thân dậu niên lai, năm con chó với con gà thì mới là có thái bình. Mà bao nhiêu chục năm nó xảy ra như vậy mà chưa có, thì sẽ có, nhưng mà thiên cơ không bao giờ bắt không ông nói rõ ràng đâu. Nếu nói rõ ràng là quyền năng ông mất liền. Tôi nói đây tôi nói vậy là tại sao thiên cơ bất khả lậu, là vậy vì con người như này có cái lòng tham lòng sân hận dữ lắm. Nói ra nhiều khi chụp thời cơ làm giàu hay giết người ta nguy hiểm lắm. Một người mà tu chân chánh rồi là một người rất là bác ái và yêu thương nhân loại, thành ra cấm nói cái đó. Mà người nào nói rồi là mất quyền năng liền, không chấp nhận làm đệ tử nữa. Cho nên không nói là tốt nhất, mà nói ít mà không nói nữa mà làm thinh là tốt hơn. Hay lắm quý vị ơi, mình nói nhiều có tốt đâu. Talk too much, nó xuất ra những cái gì mà mình biết được cái khổ trên là mình bị vi phạm luật rồi. Vi phạm luật mà luật thiên nhiên. Nhưng mà nói thì sao khác ta nghe. Không. Tôi kể nghe một cái chuyện này. Hôm nay tôi ngồi tôi nói chuyện. Cái thằng cháu tôi nó năm 75 nó miền Bắc, nó vào Nam, nó gặp tôi thì nó mới một hôm nó mới kể tôi nghe câu chuyện này. Nó bảo nó có một thằng bạn rất là thân, nó nhỏ lắm, thằng ấy cỡ chưa tới 20, nó bảo rằng là bạn nó hay đi chơi với nó lắm. Bạn nó là con một cái ông vừa là tứ số vừa là thầy lang, thì ông đó là người Tàu, thằng bạn người Tàu luôn. Thì một hôm nó đi chơi với thằng bạn buổi tối, xong nó mới bảo coi cô bé cái cô sắp chết rồi. Thì thằng này giật mình, thằng này bảo tại sao? Tại sao? Cứ đi theo đi lát biết. Tới kia cô ấy bị đụng xe cô chết. Thằng này mới hỏi thằng kia bảo thần nhãn. Tại sao anh biết? Bảo tại vì cái mặt cô ấy nó ra cái khí đen thì thằng này biết. Nhưng mà tại sao không nói cho cô biết để cô ấy tránh khỏi bị đụng? Mà nếu tôi nói thì tôi chết thế cho cô ấy. Không nói được. Cái điều mà nói được nó ra đây, nói hồi quý vị phải cẩn thận trong vấn đề biết được cái gia đình nó sắp suy đồi. Tôi cũng không có đồng ý. Chị, nhiều khi chị biết đó, những cái thiên ý, những cái thiên linh tư, cái linh tính chị biết là những người đó có thể bị chết thành bị suy đồi gia đình đó, là bằng rất suy đó. Không nên nói. Thế những người xem bói thì người ta vẫn xem. Dạ thưa, cái đó thật bậy lắm. Xem bói thường thường họ bị tại vì á, cái nghiệp của họ là họ phải trả. Mà chị xí dầu vô đó mà chị ngăn cản cái sự trả nghiệp của họ đó, là chỉ là người vi phạm được. Lưu Thiên Đình rất là công minh. Có nghĩa là mình cũng không được đi xem. Cả ai có hỏi đó, giờ có ai biết chị đi coi thì bối đâu. Tôi nhưng mà nhiều người ta tò mò, người ta muốn biết xem. Tại cái lòng chị hao kỳ. Cái sự tò mò chị nó cũng đúng sự thật. Ông thầy bối ông giỏi sao ông không coi đời ông đi.
bỗng cùng để cái muôn người ổng nghèo khổ cũng xin vấn đề coi đó là vì có những lúc người ta buồn phiền, người ta muốn đi tìm cái gì hy vọng mà tìm không có đúng coi để giải tỏa.